Em ơi chị. Em ơi chị. Này em. Dạ. Người đến sau thì làm trước, người đến trước thì làm sau. Bạn này chờ hơi lâu rồi, bán hàng chuyên nghiệp một chút đi. Dạ vâng, em xin lỗi anh. Anh thông cảm giúp em, hôm nay đông quá cho nên là có chút sai sót ạ. Em làm cho anh ngay đi ạ. Này em, bác ấy bận, chị nhường cho bác ấy ăn trước. Chị ăn sau cũng được em ạ. Dạ vâng. Xăm sớt cái gì? Đây là gì ra đây? Chị không say không về nhá. Kể cả say thì tao cũng đang không muốn về. Thế thì mày uống hết ly này à ta? Chị đây. Chị ơi, chị có nhớ biển số xe của anh Duy không ạ? Chị không. Sao thế em? Chị xem lại ảnh ở trong group đi. Em thấy ở trang Hồng Biến đang đăng ảnh vụ tai nạn.